Xét xử vụ khủng bố ở Đắk Lắk, các bị cáo xin lỗi bị hại, mong tòa khoan hồng. Được nói lời sau cùng, các bị cáo trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk đều tỏ ra ăn năn, hối hận, có lời xin lỗi các bị hại, mong được tòa khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt. Ngày 18 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án hình sự khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khủng bố, tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, che giấu tội phạm xảy ra tại huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk. Trình tự xét hỏi tranh tụng tại tòa đã kết thúc. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị các mức án cụ thể và các bị cáo đã nói lời sau cùng. Hội đồng xét xử sẽ nghị án trong ngày 19 và 20 tháng 1. Chiều ngày 20 tháng 1 sẽ tuyên án. Ngày xét xử hôm nay được tiến hành sau khi tòa đã xét hỏi xong toàn bộ 94 bị cáo. Tất cả các bị cáo đều công khai thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng với hành vi phạm tội của bản thân. Trong bản luận tội hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh nội dung diễn biến hành vi phạm tội của các bị cáo đã được thể hiện rõ trong cáo trạng và trong xét hỏi, thẩm vấn công khai tại phiên tòa. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y, giám định tư pháp và những tài liệu, chứng cứ khác đã có trong hồ sơ vụ án. Qua đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk một lần nữa khẳng định bản cáo trạng truy tố các bị cáo về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khủng bố tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, che giấu tội phạm là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Trước khi đề nghị hình phạt đối với các bị cáo, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tập trung đánh giá về mức độ, vai trò, hành vi cụ thể, các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng của từng bị cáo để có cơ sở cho hội đồng xét xử xem xét, cân nhắc quyết định hình phạt đó với từng bị cáo. Trong phần tranh tụng, các luật sư bào chữa không thể hiện quan điểm khác nào so với bản luận tội. Căn cứ gần như duy nhất để các bị cáo có thể được xem xét giảm nhẹ hình phạt là thái độ thành khẩn, ăn năn, hối cải. Cũng trong ngày xét xử hôm nay, 94 bị cáo đã nói lời sau cùng. Các bị cáo đều ăn năn, hối hận, có lời xin lỗi các bị hại, mong được tòa khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo cũng hứa sẽ cải tạo tốt trong thời gian chịu án tù để được ân xá, sớm trở về gia đình. Theo hội đồng xét xử, do số bị cáo đông nên thời gian nghị án sẽ kéo dài. 13 giờ 30 phút ngày 20 tháng 1, tòa sẽ tuyên án. Vi phạm giao thông, bị lập biên bản xử phạt và ra kho bạc nhà nước nộp tiền là những quy định đã được triển khai trong nhiều năm. Và điều này thì gây ra ít nhiều phiền toái cho người bị xử phạt. Tuy nhiên, với việc thực hiện hoạt động chuyển đổi số thì hình thức nộp phạt trực tiếp đã được thay đổi, giúp người vi phạm giao thông bớt bị phiền hà trong quá trình xử lý. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình. Mắc lỗi vi phạm dừng đỗ xe tại khu vực có biển báo cấm, trong một lần ra Hà Nội, ông Nguyễn Văn Thậm ở Yên Thế, Bắc Giang đã bị đội cảnh sát giao thông số 6 xử phạt vi phạm hành chính. Mặc dù mới lần đầu tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến này, nhưng dưới sự hướng dẫn chi tiết của cán bộ đội giao thông, ông đã nhanh chóng hoàn tất việc nộp phạt online. Cái này là rất tốt, mình sẽ giảm được rất nhiều thời gian để đi lại. Anh em lái xe thì không phải là tất cả ở gần, mà có thể đường dài, có thể cách cả từ đây vào Nam thôi. Mà nếu mà làm được như này thì rất tốt cho mọi người dân. Thật ra là những trường hợp như em là những trường hợp có con nhỏ, thì em thấy là em thanh toán qua dịch vụ công của cổng quốc gia thì rất là tiện lợi. Và nó thuận tiện cho em hơn cái việc mà em chấp hành các của bên pháp luật. Khi mà đã có tin nhắn của bên dịch vụ công thì em chỉ cần mất thao tác rơi vào tầm khoảng 3 phút thôi là em đã hoàn thành xong tất cả mọi thứ rồi. Việc phối hợp giữa Cục Cảnh sát Giao thông và các đơn vị liên quan của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đã tiến hành nâng cấp và cung cấp dịch vụ thu tiền nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Đây là một cải tiến mới về thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân. Với cơ quan chức năng, việc áp dụng thanh toán trực tuyến các loại thuế, lệ phí hay tiền phạt trong lĩnh vực giao thông vừa nhanh gọn lại có thể tiết giảm được đến mức tối đa chi phí thực hiện, thời gian, thành phần hồ sơ. Từ đó cũng làm giảm được đội ngũ nhân sự liên quan trong các thủ tục nhận tiền, ghi biên lai. So với cái hình thức cũ thì chúng tôi sẽ phải in ấn và đánh máy rất nhiều. Nhưng tuy nhiên kể từ khi có cái mạng dịch vụ công này thì chúng tôi thiết lập các thông tin, các trường thông tin lên trên mạng và sau đó chúng tôi sẽ in biên bản ra. Thời gian rút ngắn rất nhiều so với ở trước. Với đà tiến bước của khoa học công nghệ hiện nay
cũng như là với cái chính sách của chính phủ ta, chính phủ điện tử, thì dần dần tất cả các dịch vụ sẽ được đưa lên cổng dịch vụ công. Người dân sẽ không cần phải đi ra đến tận nơi đưa giấy tờ về nhà của người vi phạm, là một bước tiến rất mạnh mẽ của chính phủ điện tử của chúng ta hiện nay. Nhiều người dân kỳ vọng đây sẽ là giải pháp giúp công tác quản lý thuế, phí được chính xác, minh bạch. Với việc xử lý trực tuyến nhanh chóng, công khai, quy trình đơn giản, người vi phạm không phải trực tiếp đến cơ quan chức năng mà vẫn có thể thao tác nộp phạt ở mọi lúc, mọi nơi. Có thể thấy, hình thức xử lý vi phạm trật tự giao thông trực tuyến là bước tiến mới mang lại tiện ích cho cả cơ quan chức năng và người dân. Thực hiện nộp phạt vi phạm giao thông trên cổng dịch vụ công quốc gia được cho là chủ trương đúng đắn và đồng bộ với chính sách thanh toán không dùng tiền mặt của nhà nước. Vâng, thưa quý vị, mới đây thì một vụ việc lật xe tải tại Quảng Trị, nhiều bao gạo nếp đã đổ ra ngoài, tài xế thì bị mắc kẹt trong cabin. Đáng nói là đã có rất nhiều người dân ra hồi của. Người thì dùng xe máy chở đi hàng chục bao gạo, có người thì còn chui hẳn vào thùng xe để lấy gạo nữa. Vâng, nhưng mà một câu chuyện ở dưới đây thì cho chúng ta một góc nhìn hoàn toàn khác. Một chiếc xe tải chở bia bị lật ở trên đường, người dân đã chung tay thu gom hàng trăm két bia giúp cho tài xế dọn dẹp hiện trường. Vụ việc xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, Nghệ An, cách đây không lâu. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vào khoảng 11 giờ ngày 17 tháng 11, chiếc xe tải biển số Nghệ An điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 1. Khi đi đến đoạn cầu Lồi, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An, bất ngờ bị lật. Vụ việc không làm tài xế bị thương, nhưng xe tải đã húc đổ một đoạn rào chắn cứng ngăn cách đường và khiến hàng trăm két bia đổ tung tóe xuống đường. Ngay sau đó, người dân địa phương và người đi đường giúp tài xế thu gom bia, xếp gọn gàng để chủ hàng vận chuyển đi nơi khác, giải phóng đường. Lực lượng trạm cảnh sát giao thông 51 Nghệ An cũng đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, khu vực này đã được giải tỏa, các phương tiện lưu thông bình thường. Đại diện trạm cảnh sát giao thông cho hay, nguyên nhân ban đầu xác định là do trời mưa, đường trơn, tài xế phanh gấp nên xe bị trượt, tự lật. Chúng tôi thì có nói ở phần đầu, trước đó thì vào tối ngày 13 tháng 1 thì trên quốc lộ 9 đoạn qua huyện Đắk Rông, Quảng Trị thì một xe tải chở gạo biển kiểm soát của Nghệ An đã bị lật và tài xế thì mắc kẹt trong cabin. Lợi dụng tình huống này thì nhiều người dân đã đến hôi của. Và ngay ngày hôm sau thì được chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng vận động thì những người hôi của thì đã trả lại số gạo nói trên. Vâng, và bởi vậy thì hành động đẹp của người dân Nghệ An khi giúp tài xế gom bia đã nhận được sự tán dương của cộng đồng mạng. Chủ nhân số hàng hóa nói trên thì cũng đã lên trang cá nhân cảm ơn sự giúp đỡ của người dân và lực lượng chức năng.